Xin chào anh em, tôi là Sói Tuyết đây. Hôm nay sẽ mở hộp nhanh cây HK45 của Tokyo Marui. Về độ đắt tiền, độ nổi tiếng thì Marui không được nhiều anh em thích bằng cây của KWA. Nhưng mà hôm nay sẽ mở review cho anh em xem chất lượng nó thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái mark một kim loại. Mark kim loại nhá. Một chiếc ít BB test, một cái ốp tay và đây cây súng của chúng ta. Có lại cây súng của chúng ta, đây là cây HK45 của Tokyo Marui sản xuất. Phần thân này thì được làm bằng nhựa nhưng mà nó nhựa ép rất là cao cấp. Cảm giác cầm thì nó cũng nhẹ hơn của bản KWA làm, nhưng mà nước sơn thì rất là ok, các chi tiết thì trau chuốt cẩn thận. Made in Japan mà. Cái này thì mình phải khẳng định với nhau rằng người Nhật họ làm rất là tỉ mỉ, ngay về cái đóng hộp cũng khá là tỉ mỉ rồi. FPS thì con này được nhà sản xuất công bố là 290-300 FPS, không cao. Nhưng mà đường đạn của những dòng Tokyo Marui thì khá là đẹp, mình đánh giá rất là ngon. Đấy, các bạn thấy không? Hoàn thiện, cao cấp. Nhưng mà giá bây giờ thì giá Marui bây giờ nó cũng không còn cao như ngày xưa nữa. Mà mình thấy nó rẻ bằng 2/3 so với cây KWA thôi. Những ai mà chơi trong nhà hoặc là bắn kiểu dạng chơi vui vui ấy thì mình nghĩ cây này là khá là lý tưởng. Tại vì FPS của nó tuy nó xấp xỉ 300 FPS nhưng mà cái đường đạn của Marui rất đẹp. Đường đạn Marui đẹp. Cự ly 10, 15m, 20m bắn thú vị lắm. Hoàn thiện thì ok. Đấy. Súng này có chế độ nhả slide hai bên, hai gạt đây. Chốt an toàn ở đây, xếp ở trên. Xếp ở trên thì là cái cò nó không bóp được. Và file ở dưới, búa bổ ngoài. Đấy. Chốt thay đạn thì ở đây, gạt xuống giống như cây VP9 đúng rồi, giống cây VP9. Đấy. Phần ốp tay thì cảm rất là sướng. Những dòng Marui thường hay có cái dòng chữ đây này, các bạn thấy không? ASK, ASGK, dòng chữ Made Tokyo Marui Made in Japan. ASGK. Rồi đó là những gì mình muốn review nhanh về cho anh em về cây HK45 của Tokyo Marui. Cảm giác cầm nắm rất là thích, thiết kế hiện đại, hầm hố. Rất nhiều anh em thích cây này. Bản Marui này thích hợp anh em chơi với những dòng ga 10 cân đổ xuống, 8 cân đến 10 cân, 8, 10 cân, 12 cân, 14 cân thì hơi kinh. 12 cân chơi cũng được nhưng mà không nên chơi vì nó khá là phá súng. Còn mình khuyên anh em chơi 8 cân đến 10 cân là ok. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Chào anh em.